tại nhà cô chú mới khách chứ không phải là ở đâu mình cũng được ăn vậy đâu. Hồi khô, hồi bữa anh nói đi bên hồi khô. Bắt tay tôi đi, trào quơ rõ đâu. Kèo kia đã. Tôi rớt xuống đá là rầu quá. Kèo kia đâu. Uh-huh.